khối u trực tràng bị xuất huyết phải làm sao? Bạn đọc đặt câu hỏi. Xin chào bác sĩ, mẹ tôi 84 tuổi, bà bị viêm đại trực tràng, hiện có khối u khoảng 30mm, thỉnh thoảng bà bị xuất huyết nhẹ, máu dạng nhầy, màu hồng xen lẫn đỏ. Xin bác sĩ cho một lời khuyên, hiện bà vẫn đang uống thuốc điều trị mãn tính theo toa của bác sĩ, xin cảm ơn. Bạn thân mến, câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Thiên Huệ tư vấn như sau. Nếu vị trí xuất huyết từ khối u, hiện tại tình trạng của bệnh nhân khỏe, tốt nhất bạn nên đến chuyên khoa ung bướu để được thăm khám và lên kế hoạch phẫu thuật các khối u này. Bởi vì nếu để khối u lớn hơn xảy ra tình trạng tắc ruột, thì khi đó phẫu thuật là bị động, bắt buộc mở hậu môn nhân tạo ra da sẽ gây rất nhiều phiền toái về sau cho cả người nhà và cho bệnh nhân trong vấn đề điều trị cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Nếu phẫu thuật bao giờ sẽ có thời gian chuẩn bị ruột, nâng đỡ dinh dưỡng, v.v. nên có thể cắt khối u và khâu nối ruột trực tiếp, không cần phải làm hậu môn nhân tạo. Tuy nhiên, mỗi quyết định điều trị hãy để bác sĩ chuyên khoa ung bướu, người trực tiếp thăm khám, nắm trong tay tình trạng bệnh lý của bệnh nhân quyết định. Những tư vấn của bác sĩ trên mạng xã hội chỉ để tham khảo bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Mình chúc bạn cùng với người thân sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.